Vì xã hội chấm cơm, mời các bạn cùng đến với truyện cổ tích 130 Sự tích động từ thức. Vào đời nhà Trần ở châu Ái, có một chàng trẻ tuổi tên là Từ Thức. Chàng vốn con nhà quan. Năm 20 tuổi, nhờ học giỏi thi đỗ cao, chàng được bổ một chân tri huyện ở một huyện vùng Bắc. Khác với bọn quan lại khác, Từ Thức vốn là người phóng khoáng, không chịu ràng buộc vào khuôn phép. Chàng lại không thích những chuyện nịnh trên, nạt dưới, mà chỉ thích uống rượu ngâm thơ và đi chơi ngắm cảnh. Ở gần vùng Từ Thức, Trị Nhậm có một ngôi chùa lớn. Trước sân và xung quanh vườn trồng toàn một loại cây mẫu đơn. Mỗi năm vào khoảng tháng giêng là mùa hoa nở rộ, cũng là kỳ cúng Phật. Nhân dịp đó, các thiện nam tín nữ các nơi đua nhau về chùa lễ Phật và ngắm hoa. Vì thế người ta cũng gọi là hội xem hoa hay là hội mẫu đơn. Một năm vào kỳ hội xem hoa, Từ Thức cũng có cái hứng đi hành hương ngắm cảnh. Để khỏi làm kinh động dân chúng, Từ Thức cải trang thành một người học trò. Chàng cũng không cho mang lính hầu và cán xá đi theo. Hồi này các chùa chiền được triều đình vị nể, nên có những bọn sư sãi ỷ thế hoành hành. Để bảo vệ hoa, chùa này đặt ra một cái lệ. Ai bẻ hoa hoặc là gãy cây thì sẽ bị phạt vào một số tiền. Nếu không có tiền thì nhà chùa sẽ bắt làm nô để đền nợ. Ngày hôm ấy có một cô gái đi xem hội, vô tình không biết lệ nhà chùa. Thấy con hoa đẹp ở cạnh lối đi, bèn rón tay ngắt một bông. Thế vậy bọn thủ hộ trong chùa xông ra bắt giữ, đòi tiền vạ. Cô gái thú thật là mình đi xem hội không mang tiền theo, nên không biết lấy gì đền. Nghe nói thế, bọn thủ hội liền sai người trói cô gái vào cột chùa, cốt để làm nhục, vặn cho ra tiền chuộc. Vừa lúc ấy Từ Thức tiến vào cổng chùa, thấy một người con gái yếu ớt bị bọn vũ phu lăn nhục, Từ Thức không ngăn được cơn giận dữ. Chàng sáng đến đòi cởi trói cho cô gái. Bọn thủ hội nhất định không cho và chỉ vào mặt chàng. Này, nếu không có đủ một quan tiền chuộc, thì anh chớ có động đến giày trói mà xin chuyện rầy rà đấy. Nghe chúng thách thức, cơn giận của Từ Thức bừng bừng bốc lên. Đã toàn dùng đến chức vị của mình để trị bọn bất lương, nhưng rồi chàng lại kịp gạt đi vì chẳng muốn làm to chuyện. Không nghĩ ngợi, chàng cởi phăng chiếc áo ngoài vứt cho bọn thủ hộ để chúng trả tự do cho cô gái. Giày trói vừa cởi, cô gái ngỏ lời cảm tạ Từ Thức. Thấy nàng xinh đẹp lại bạo dạng, Từ Thức cũng muốn làm quen. Chàng hỏi, nhà nàng ở đâu? Ta nghe giọng nói hình như không phải là người vùng này. Cô gái đáp, quê thiếp ở tận trong châu Ái, huyện Tống Sơn. Không ngờ người đẹp lại là người cùng quê, Từ Thức càng thêm niềm nở. Hai người men theo lối cổng chùa, vừa đi vừa ngỏ ít lời tâm sự. Trước khi từ giã, nàng còn không quên mời chàng đến chơi nhà nếu có dịp về thăm quê. Vẫn không ưa cái nghề roi vọt trị dân, Từ Thức thường bị bọn quan trên hạch tội. Một lần vì để vụ thuế chậm trễ, chàng bị viên an phủ gọi đến quở mắng nặng lời. Chàng than, ta há vì mấy bó thóc mà chịu nhục như thế này ư? Lúc trở về huyện lỵ, lập tức chàng cởi bỏ ấn tín treo ở trước mái công đường, rồi bỏ đi biệt. Chàng đi thẳng về quê nhà thăm bố mẹ và bà con làng nước. Ở nhà được ít lâu, nhớ đến lời mời của cô gái trong hội xem hoa, Từ Thức liền tất công ra đi. Theo lời chỉ dẫn, chàng lặn lội tìm kiếm, nhưng bóng chim tăm cá mịt mù. Vùng Tống Sơn có bao nhiêu cảnh đẹp, chàng đều có để lại dấu chân và những bài ca vịnh. Vậy mà chàng vẫn ân hận không gặp lại người đẹp năm xưa. Mặc dù vậy, Từ Thức vẫn không nản lòng. Một hôm trên đường đi tìm, từ sáng sớm, Từ Thức đã trèo lên núi cao nhất ra giữa cửa thần phù. Tự nhiên trước mắt chàng hiện lên một hòn đảo trông y như một đóa hoa sen giữa vùng biển cả. Say sưa nhìn ngắm, chàng bèn dung buồm ra khơi. Chẳng bao lâu thuyền đã ghé đảo. Đang mê mải nhìn, chàng bỗng thấy ở sườn núi đá gần đó có một cửa hàng khá rộng.
Bèn vinh cây rẽ cỏ tìm đến tận nơi. Vừa bước vào hang được một quãng thì bỗng dưng cửa hang tối sầm lại. Từ Thức vẫn cứ sờ soạng bước liều. Đi một đoạn nữa, tình mình lại thấy có ánh sáng. Trông ngược lên, thấy núi cao chót vót, đá mọc lởm chởm. Khi leo lên đến đỉnh, thì Từ Thức bỗng thấy cả một tòa nhà lộng lẫy hiện ra trước mặt. Chưa hết ngạc nhiên trước cảnh lạ, chàng bỗng thấy bóng hai người con gái nhỏ, mặc áo xanh. Một người nói, "Chú rể mới nhà ta đã đến kia kìa." Chàng hết sức bỡ ngỡ, nhưng vẫn bạo dạn đi theo hai cô gái. Trên đường đầy hoa thơm cỏ lạ, đi một chốc thì đến lâu đài. Vừa bước lên thềm, Từ Thức đã thấy một người đàn bà dáng quý phái ra đón. Bà tươi cười bảo chàng, "Đây là hang thứ sáu trong 36 hang động ở cõi tiên. Từ lâu ta cai quản thế giới này, may mắn hôm nay lại được đón người trẻ tuổi phong nhã và chí tình. Thế nào, cảnh trí ở đây có làm cho du khách ưa thích không?" Thấy Từ Thức gật đầu, người đàn bà lại nói, "Khoan đã, để còn cho gặp một người quen cũ." Đoạn ra hiệu cho người hầu gái đi gọi. Chốc sau, một cô tiên từ trong hành lang bước ra, dáng thướt tha kiều diễm, mỉm cười chào chàng. Từ Thức nhìn kỹ, thì ra đấy là cô gái bẻ hoa mẫu đơn năm nào. Chàng mừng rỡ nói to, "Ô hay, tôi đi tìm nàng khắp nơi mà không thấy, không ngờ lại gặp ở đây." Câu chuyện từ đấy trở nên thân mật đậm đà hơn. Bà chúa động nói, "Em nó tên là Giáng Hương, ngày trước đi xem hội mẫu đơn, không ai gặp rủi ro, nhờ có chàng tận tình cứu giúp. Âu đó cũng là duyên trời, chàng đã có lòng có công đi tìm, nay đến gặp nhau, hãy mở tiệc hoa để phỉ lòng khao khát." Từ Thức thấy không gì đẹp lòng hơn thế nữa, lập tức đêm hôm ấy trong bữa tiệc tưng bừng có quần tiên hội tụ, hai người chính thức làm lễ giao bôi. Khách tiên từ các động vui vẻ cạn chén chào mừng chàng rể mới đến nhập tịch làng tiên và chúc tụng cuộc tình duyên tốt đẹp của hai người. Ngày lại ngày nối nhau trôi qua, Từ Thức làm rể cõi tiên, bấm đốt ngón tay đã được 3 năm. Cuộc đời mới hoàn toàn khác với cảnh sống trần gian ngày trước. Cơm ăn áo mặc và mọi vật dụng cần thiết chàng đều có sẵn, không thiếu một thứ gì. Sắc đẹp tuyệt vời, tính nết hiền dịu của Giáng Hương luôn luôn làm cho chàng thỏa dạ. Chàng lại được đi ngao du các động tiên, thơ ngâm vịnh, làm ra thao thao bất tuyệt. Tuy nhiên lâu dần, Từ Thức lại thấy như thiếu một cái gì. Một hôm chàng tâm sự với Giáng Hương. Xa cha ngái mẹ đã lâu, muốn về thân một chuyến có được chăng? Thấy vợ ngần ngừ, chàng nói thêm, "Chỉ cho về gặp bà con xóm làng một lần chót, rồi tôi sẽ đến đây ở với mình mãi mãi." Giáng Hương thủ thỉ khuyên dỗ chồng hãy bỏ cái ý nghĩ trở về, vì cõi tục và cõi tiên là hai con đường cách biệt. Nhưng Giáng Hương càng khuyên bao nhiêu thì nỗi nhớ nhà của Từ Thức càng nặng bấy nhiêu. Thấy chồng tuy không đòi về nữa, nhưng nét mặt ngày một héo hon. Giáng Hương đành phải thưa với mẹ, mẹ nàng thương hại. "Không ngờ gã ấy còn lưu luyến bụi hồng đến thế." Nói rồi cho người đẩy xe mây đến cho Từ Thức trở về. Chàng vội vã từ giả vợ và mẹ vợ, từ giả các bạn tiên rồi bước lên xe. Chỉ trong chớp mắt, chàng đã thấy lại quê hương cũ. Các rặng núi, con sông, những lũy tre dưới mắt chàng vẫn không có gì khác xưa. Xe đặt chàng xuống giữa một bến sông, nơi mà ngày còn nhỏ, chàng vẫn ra đấy tắm mát và bơi lội. Nhưng khi nhìn kỹ cảnh vật thì Từ Thức lấy làm ngờ ngợ. Mới 3 năm mà nhà cửa vườn tược làm sao đã khác, dân làng cũng chẳng có một người nào quen mặt. Hỏi một người đi đường, người ấy cho biết đúng là tên của làng trồng rau cắt rốn của mình. Nhưng khi hỏi đến bố mẹ và em gái thì ai cũng lắc đầu, trả lời không biết. Sau cùng Từ Thức đem họ tên của mình hỏi thăm các cụ già trong làng, thì một người ngẫm nghĩ hồi lâu rồi đáp,
Từ lúc còn nhỏ, tôi có nghe truyền lại rằng các cụ tổ năm đời nhà tôi có một cụ cũng tên họ như thế. Trước làm quan huyện, rồi treo ấn tự vệ. Một hôm đi chơi xa vào hang núi mặc tích. Từ đấy đến nay, dễ đã gần 300 năm. Nghe kể chuyện, tôi thức mới thấm thía lời nói của vợ. Chàng bùi ngùi đứng nhìn cây đa mình trồng đầu ngõ, bây giờ đã thành cổ thụ. Cây to hàng vật, cành lá rườm rạc, rễ buông từng chùm chi chít. Chàng thẫn thờ trước đám đông đang vây quanh mình. Sau cùng tôi thức trở lại chỗ xe mây, thì không ngờ xe đã biến mất từ lúc nào. Buồn rầu vô hạn, chàng lại khăn gói lần mò đến cửa thần phụ. Định bụng tìm lại hang cũ dẫn đến động tiên, nhưng mịt mù cây đá kín lối không thể tìm ra được nữa. Chàng đi, đi mãi, về sau không biết là đi đâu. Từ đấy người ta gọi hang núi ở chỗ này là Động Từ Thức. Chú thích: theo Thính Văn Dị Lục và lời kể của người Thanh Hóa. Hết chú thích. Sau đây vì xã hội.com mời các bạn cùng tìm hiểu phần khảo dị. Một số chi tiết của truyện trên có sách kể hơi khác. Ví dụ như đoạn hội xem hoa, nhà vua một hôm định xây một cái thành trên một cánh đồng xa kinh đô. Tự nhiên ở chỗ ấy mọc lên một cây, không biết là cây gì, có hoa rất lạ, vừa đẹp vừa thơm. Các quan định đem dâng vua, bèn sai quân lính canh gác rất kỹ. Tiếng đồn khắp nơi nên dân chúng kéo về xem rất đông. Có cơ tiền giáng hương ở một hòn đảo, bốn bề đá dựng ngoài biển khơi, nghe tin cũng về xem. Tiên sờ vào hoa, không may hoa rụng, liền bị lính bắt. Chú thích: theo Jenny Wren, chuyện đời xưa mới in ra lần đầu. Hết chú thích. Hai đoạn nói về lý do Từ Thức đòi về cõi trần. Một hôm chúa tiên cùng quần tiên lên chầu thượng đế ăn tiệc bàn đào. Khi ra đi có dặn các tiên đồng không được cho Từ Thức ra cửa sau. Nhưng Từ Thức nghe lỡm được, tò mò lén ra cửa sau để xem cho biết. Ra xem thì nhìn thấy cõi trần. Dưới đó mọi người đang làm ăn vui vẻ. Từ Thức bỗng động lòng nhớ nhà. Lúc chúa tiên và quần tiên về, ông bèn xin về thăm quê. Chú thích: theo Trung Vĩnh Tống, Mỹ Am Tùy Bút. Hết chú thích. Người Nhật có truyện Người Câu Cá Trẻ Tuổi, hình tượng phần nào giống với truyện Từ Thức và truyện Giác Hải, số 149 tập 4 của ta. Một người câu cá ở tỉnh Tango, một hôm gặp một em bé, bắt được một con rùa nhỏ, thấy nó nghịch ngợm, làm tội con rùa, bèn đến để xin tha. Xin không được, anh xuất tiền ra mua. Thả xong, hôm sau đi câu, anh bỗng nghe rùa gọi tên mình. Hỏi thì nó nói mời anh xuống thủy phủ để đền ơn cứu mạng. Rùa đang bé bỗng hóa thành to lớn, cho anh ngồi lên lưng và đưa anh xuống nước. Vua Thủy là cha rùa tiếp đãi rất hậu. Được vài ngày, anh nhớ nhà xin về. Cha con vua Thủy lưu lại không được, bèn tặng anh một hộp quý, dặn đừng mở sẽ ân hận. Anh lại trèo lên lưng rùa trở về làng. Lên đất không thấy bố mẹ, gặp ai anh cũng lạ cả. Mãi sau có một người nghe anh xưng tên mới nói: tôi nghe bà nội tôi kể chuyện trước đây 700 năm, ở làng này có một người câu cá trẻ tuổi tên là Urashima Taro. Một hôm ra khơi, không thấy về. Buồn rầu, anh ngồi lại mở hộp ra xem, chỉ thấy một làn khói nhẹ bay ra phả vào mặt. Bỗng chốc anh soi bóng thấy mình trở thành già khợm, già mồi tóc bạc. Chú thích: theo Fujita, truyền thuyết Nhật Bản. Hết chú thích. Có hai truyện khác của ta cũng có nhan đề là Từ Thức, nhưng nội dung khác truyện trên kia. Một, một người đàn bà ở Ninh Bình bị hổ bắt vào rừng, buộc phải ăn nằm với hổ. Sau yên lành trở về, đẻ một con trai đặt tên là Từ Thức. Lên 10 tuổi, Từ Thức có sức mạnh, giỏi võ, nhưng không chịu làm quan mà bỏ vào hang thần phù đi tu. Tu được 15 năm, tự nhiên hóa hổ.
Đầu là hổ, nhưng tay chân mình mẩy còn là người. Thường khi gầm như tiếng hổ. Hổ bắt thú vật ăn sống, nhưng vẫn có ý thức con người. Trở về với cha mẹ, ngày ngủ, đêm đi lùng bắt con mồi cho cha mẹ bán lấy tiền. Một đêm nọ đi bắt nai, không ngờ có một tướng cướp là quản nhất tiền, nghe tiếng từ thức gầm, sợ quá chết giấc. Nhờ vậy quan mới bắt được cướp. Chú thích, theo Lander, sách đã dẫn. Hết chú thích. 2. Một người tên là Từ Hàng ở Thanh Hóa, vốn tốt bụng chăm làm việc công ích, được mọi người gọi là thiện sĩ. Một hôm mộng thấy thần cho một tượng đá, sau đó sinh ra từ thức. Lớn lên chàng chăm học nhưng thi không đỗ. Một hôm đi chơi chùa Hương Tích, gặp một nhà sư mời vào chùa. Thấy chàng tỏ vẻ hâm mộ cảnh chùa, sư bèn mời ăn hoa quả. Ăn vào chàng bỗng quên mọi tục lệ, lại được mời ra vườn ngắm cảnh. Ở đây thức gặp một cô gái đẹp, hai bên trò chuyện, dần dần gắn bó. Cô gái cho biết mình là tiên, vốn có duyên nợ với thức. Bèn rủ cùng về cung tiên, học đạo trường sinh. Bồi tai, thức vào động cùng nàng. Từ đó người ta không biết chàng đi đâu. Chú thích, theo Thính Văn Dị Lục. Hết chú thích. Ở truyện thứ hai, cũng có chủ đề phản phất như truyện trên kia. Nhưng theo chúng tôi, cách kể đã đụng mùi nho và mùi đạo, nên nội dung trở nên khô khan. Vì xã hội chấm cơm, vừa gửi đến các bạn toàn bộ nội dung trong truyện cổ tích, sự tích, động từ thức. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tiếp tục khám phá kho tàng truyện cổ tích Việt Nam. Thân ái chào tạm biệt.